Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất lấy làm cảm kích vì anh em đã xem video clip này. Đầu clip, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khán giả đã gửi tới tôi những phần quà thông qua hình thức donate. Tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em Đặng Minh Trung, anh em Trần Đức Trung, anh em Nguyễn Nhật Linh và anh em Đặng Tấn Thành. Bên cạnh đó, tôi xin được cảm ơn các anh em đã donate cho tôi qua hình thức Super Chat ở trên YouTube. Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung, anh em An Dương, anh em Đinh Việt Phú, anh em Trần Mạnh, anh em Phi Phan, anh em Quang Trần, anh em Tài Nguyễn, anh em Tuấn Vũ, anh em Trần Dương và anh em Vũ Trọng Hay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng xin được cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Trong cái khoảng thời gian mà tôi nghỉ ra clip thì cũng đã có rất nhiều anh em gia hạn hội viên ở trên kênh. Và cũng có những anh em là đăng ký hội viên mới. Vì khoảng thời gian dài mà tôi không ra clip, chính vì thế là tôi không thể cập nhật hàng ngày các anh em mà gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên được. Chính vì một cái danh sách rất dài nên là xin phép các anh em hôm nay cho tôi không cảm ơn từng người anh em nhé. Thay vào đó, tôi sẽ để một cái bảng danh sách các anh em đăng ký hội viên mới cũng như là gia hạn hội viên chèn vào cái đoạn đầu video thay cho lời cảm ơn của tôi tới các anh em. Xin cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cái video clip hàng ngày ấy là tôi sẽ cảm ơn từng anh em một, nhưng mà hôm nay thì tôi chỉ hiện cái danh sách lên thôi anh em nhá. Và bắt đầu từ cái video clip sau thì tôi sẽ đọc tên từng người, các anh em gia hạn mới hay là các anh em đăng ký hội viên mới, thì tôi sẽ gửi lời cảm ơn ở trong video bằng cách đọc tên từng anh em một anh em nhá. Và để làm được cái điều đó thì bắt đầu từ ngày mai ra clip, cái việc ra clip nó sẽ đều đặn nha anh em nhá. Anh em cứ tin ở tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này thì đây chắc là clip đầu tiên của cái meta mới. Đấy, tôi với anh em sẽ cùng khám phá xem meta mới này nó chơi nó như thế nào anh em nhá. Xem nó có cái đội hình nào nó khỏe hay ho không. Tôi thực ra là cái thời gian mà vừa tôi đi đẻ ấy, tôi ở trong bệnh viện thấy anh em update xong anh em chơi ầm ầm. Tôi nói chung là tôi cũng ham lắm nhưng mà tôi không chơi được. Đấy, không có thời gian nghiên cứu. Thì tôi cũng chỉ có như là chat với một số anh em đã chơi rồi thôi. Để xem là cái đội hình nào mạnh. Đấy, tôi cũng có rất nhiều thắc mắc cho con tướng mới. Thì trong cái video clip đầu tiên ở trong meta mới này, tôi cũng rất muốn là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá xem con tướng mới nó khỏe không. Đấy, nó có mạnh không và nó hợp phù hợp với cái đội hình nào. Thực ra có nhiều anh em là cũng ra được những cái đội hình nó cũng khá là hay ho rồi. Theo tôi được biết thì cái đội hình 6 Glacier kẹp với cả 4 hóa đá thì nó cũng rất khỏe. Không biết là anh em ở đây anh em thử hết chưa? Đấy, anh em có thể là anh em thử cái bộ đấy cũng được nhá anh em nhá. Đấy, tôi được các anh em mà chơi trước, anh em nói chỉ cho là như thế. Đấy, chứ còn tôi thì thực ra đây nó là cái trận đấu mà phải nói thật với anh em là đây là cái trận đấu đầu tiên trong meta mới luôn. Tức là tôi chưa chơi một trận nào cả. Đấy, tôi cũng chưa biết là chơi cái gì nhá anh em nhá. Có cái bộ 6 hóa đá, cũng được. Để xem là có chơi được không. Đấy. Đó, thì nói chung ấy là đầu game đấy, rồi ra được con gấu. Nói chung là đầu game ấy thì cứ chơi như bình thường thôi, cũng không hẳn là phải ép theo cái bộ gì cả anh em nhá. Cũng không phải là mua trước 6 đá vào. Đấy, cứ bình tĩnh. Chơi nào cho nó mạnh, đánh chuỗi thắng được là được. Bình tĩnh nhá. Để xem là chơi cái gì. Tôi thì lúc nào cũng thế. Anh em thấy là meta nào ra con tướng mới ấy, là tôi rất là thích là chơi theo cái kiểu là tướng mới kẹp với cả gót 6 đỏ. Đấy, thế là anh em quen với cái việc đấy rồi. Nên là trong những cái video clip mà test tướng mới là thường là tôi sẽ chơi 6 đỏ kẹp với tướng mới, rồi kẹp gót. Đấy, nhưng mà cái con tướng mới thì anh em cũng biết là cái con tướng mới nó lại không có skill cooldown. Đấy, nó không có mất mana, nó chuyên về đánh tay thôi. Tức là nó không hề bắn trưởng nhá. Đấy, nên là kết hợp với cả gót thì cũng phải tính toán. Ui, thua à? Không, 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 còn hai con. Úi dồi, đánh trượt. Được quá nhờ, hay quá. Kể ra mà quả đấy mà gấu đá chết ý là có khi là thua đấy. Mà ăn được. Gấu đá nó lăn một phát. Cái đam con gấu đá nó là hai cái đá nó lăn qua. Đam nó gấp đôi đấy. Một đường đá lăn qua là mất một lần đam. Hai cái viên đá nó lăn cùng một con ý thì nó sẽ gấp đôi đường đam. Rất khỏe. Gấu đá đầu game là khỏe đấy. Yên tâm đánh chuỗi thắng rồi. Mặc dù là cái đồ ở trận này thì nói thật là hơi khèo. Bởi vì là tôi bị ấn nhầm. Đoạn đầu tôi có chọn cái viên ngọc sớm. Do là nó bị ấn nhầm anh em ạ. Ở cái round đầu tiên ý là tôi lấy đồ là nó bị miss click. Đấy, click chuột là bị
trượt nên là nó trúng vào cái chỗ lấy đồ. Nên là anh em đấy là giải thích tại sao mà nó lại là cái giáp xoay. Chứ thực ra là không phải là vì là tôi lấy giáp xoay đâu anh em ạ. Mà nó lấy cái viên ngọc máu từ đầu. Đấy, cay thế chứ lại. Chứ tôi chả bao giờ tôi lấy cái giáp xoay mà tôi đánh chuỗi thắng đầu game cả. Điền thế chứ lại, mất chuỗi rồi. Rồi không sao. Thường là nó sẽ là cái Blink hoặc là cái Burset anh em ạ. Nếu mà không có hai cái món đồ đấy thì nó chỉ có còn là cái chén thánh thôi, chứ còn không ai ghép cái giáp xoay. Đấy, giáp xoay thường là nó lựa chọn đồ tím là thứ ba cơ. Đấy, nó cứ phải là Blink là đầu tiên. Xong rồi là đến một cái món đồ gây đam. Đấy, chứ còn món đồ thủ thường là tôi sẽ lấy thứ ba, chứ tôi không bao giờ tôi lấy đầu tiên. Trận này lấy đầu tiên là vì là ấn nhầm anh em nhá, chứ có nhiều anh em sẽ thắc mắc. Rồi ok. Tôi sẽ hướng tới là cái bộ gót đỏ. Vừa nãy tôi có chia sẻ với anh em là mặc dù ấy là cái con tướng mới ấy, cái con gì nhỉ? Spirit Light đúng không? Light Spirit. Ui. Đây có anh em có anh em fan kênh đi rồi. Real hay fake? À, hỏi Tuấn Cơm real hay fake à? Real hay fake thì còn lâu mới nói. Real hay fake còn lâu mới nói anh em nhé. Đoán xem. Anh em cho anh em đoán. Đấy. Đây rồi, được đấy, con này được. Nhưng mà không có ma lăng. Vấn đề là không có ma lăng. Con này nó phải có ma lăng cơ. Heaven Bomber lên được 2 sao nhưng mà lại không có Blink thì cũng rất là khó chơi đấy nhá. Không đánh được chuỗi thắng hoàn toàn đâu. Nó phải có cái Blink thì nó mới đánh được chuỗi thắng hoàn toàn cơ. Ok. Tôi đang nói dở là vừa nãy tôi có chia sẻ là tôi hướng đến cái bộ gót đỏ. Đấy, mặc dù là cái con tướng mới ấy, nó kẹp cái bộ gót 6 đỏ thì nó không có được giảm cooldown của cái skill. Do tướng mới là nó không có mana, nó không dùng trưởng bằng cách là hồi mana bắn trưởng. Đấy, mà nó toàn là những cái skill bắn tay thôi. Nhưng mà trong cái kỹ năng bị động của con Light Spirit, nó có một cái khả năng đấy chính là những cái con tướng khác ấy mà nó có cái khả năng khống chế ấy, thì nó sẽ được gây thêm một cái lượng đam thuần đến từ cái bóng. Đấy, và gây là 2 lần cơ. Tức là 2 lần gây đam. Đấy, nên là nếu mà con nào mà dính cái những cái trưởng mà có stun. Đấy, có stun, có khống chế, có silent thì nó sẽ được gây thêm 2 lần đam thuần nữa. Nó rất khỏe. Đấy, và tôi có một cái ý tưởng là chúng ta thử test với cái con God of War xem sao anh em nhá. Thử test với cái con God of War xem sao. Úi dồi. Fan bê tông nhé bro. Úi dồi. Quý hóa quá lại gặp fan bê tông anh em ạ. Được đấy nhờ. Đỡ mệt anh em ạ. Tôi chỉ muốn vào những cái trận đấu mà gặp fan bê tông thôi, chứ tôi không vào những cái, muốn vào những cái trận đấu mà toàn mấy cái thằng hater với anti fan đâu anh em ạ. Mấy cái thằng trẻ trâu chơi thua cay còn đòi gặp ở ngoài đời để dạy cho tôi bài học. Ôi ôi sợ quá. Mấy cháu coi như là không coi như là ăn được ở trong game, thế là coi như là quyết tâm là ăn ở ngoài đời. Dã hoan anh em ạ. Đấy. Thế mà còn vẫn tự nhận là người lớn. Ok ok ok. Mà tôi nếu hiểu sao nó không thích tôi, nó ghét tôi mà clip đéo nào cũng xem anh em ạ. Đớp vào từng chữ một. Đấy, có khi là đôi cái đoạn này này tôi nói là nó cũng đang xem đấy. Đấy, gặp nhá thì hỏi thì bảo đéo biết thằng Tuấn Cơm và thằng đéo nào. Thế nhưng mà lại biết tôi là kiến trúc sư. Ảo rồi. Thế mới biết là trong cuộc sống luôn có những cái thể loại hãm lìn chuyên coi như là chọc phá chúng ta, để cho cảm xúc của chúng ta nó bị chìm xuống. Đấy, mà khi mà chúng ta bận tâm đến những cái thể loại đấy thì chúng ta chả làm được cái việc gì cả. Nhân tiện đây tôi cũng xin phép các anh em được nhắn gửi tới mấy cái thằng hater. Và sau đây là lời nhắn của tôi. Kệ mẹ chúng mày, đéo ai quan tâm. Xem được thì xem, không xem thì cút nhá. Thế thôi anh em ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với cả trận đấu ngày hôm nay. Và tôi cũng xin nói trước với các anh em là trong cái trận đấu này tôi test thôi. Tôi test đội hình thôi, tôi test cái con tướng mới thôi, chứ nó cũng chẳng phải là meta gì. Đấy. Luôn có những cái lời nhắc nhở trước mỗi clip. Đấy là trận đấu nào mà tôi thế thì phải đấm sấp mặt idol luôn cơ. Úi dồi ôi, có phải nói đấm tôi không nhở? Được thôi, anh em đấm được thì cứ đấm. Tôi có ngại gì đâu, tôi có ngại gì đâu. Tôi chỉ ngại nhất là không đấm được lại hẹn gặp ở ngoài đời để đấm gì. Vừa ôi, dã man thật sự. Trận này đã đánh test meta mà. Đấy, meta tôi còn chưa chơi.
Thế mà anh em cứ đòi ăn tôi, dã man thật sự luôn đấy. Meta đây là trận đầu tiên nhưng meta luôn. Đấy. Thế mà xong rồi anh em cứ đòi đấm tôi. Quá đáng sợ. Tôi chỉ muốn là test meta thôi. Xin nhắc lại lần nữa nha, là đây là cái đội hình mà thử, chơi thử chứ còn không mạnh đâu, để anh em có thể là spam ở trong rank đâu. Đấy, cái đội hình nào mà tôi bảo chơi được có nghĩa là chơi được. Còn những cái đội hình nào mà tôi bảo là tôi chỉ test làm content thôi thì nó là làm content đấy anh em. Đấy, anh em phải hiểu được cái vấn đề đấy. Ui, hai cầu đá này. Ơ, hay thôi hay là quay xe nhở. Hai cầu đá rồi. Chơi quái gì gót đỏ, gót ở vua nữa nhở. Chơi này đi. Quay xe thôi anh em, quay xe thôi. Đây này, lên 7 là kẹp được vào hai gấu rồi. Thôi bán gót ở vua đi, không chơi nữa đâu. Bởi vì cái trận đấu này, cái con đường mà nó mở lắm, con đường này nó mở lắm, nó mở rộng, nó rất sáng ở đây. Anh em thấy là ở đây có hai quả trứng rồi là tôi có thể đập bất cứ con nào. Đấy, gấu mết ra một con nữa là đập được rồi. Thôi từ từ anh em nhá. Cái này là nó phải quay xe anh em ạ, quay xe. Đây, đó là cái đội này. Chơi vẫn như bình thường anh em nhá. Nó chỉ khác một chút là tí nữa chúng ta kèm cái con tường mới thôi. Đấy, anh em thấy không? Nó phải linh hoạt vào. Bảo là gót đỏ đầu game nhưng mà không. Sẵn sàng là quay xe khi mà chúng ta có dấu hiệu anh em nhá. Đây rồi. Có dấu hiệu là chúng ta sẽ phải quay xe. Kệ thôi, bây giờ giữ máu là chủ yếu anh em ạ. Ra gấu rồi thì nói chung ấy là tiền không thành vấn đề đâu. Bây giờ nó thọt nhưng mà tí nữa thì nó lại khác đấy anh em. Bởi vì những con gấu anh em cứ cảm tưởng một con nó sinh ra nó là 3 tiền rồi đấy. Là chúng ta đã được 3 tiền rồi. Đấy, và cứ cái đà này đến late game thì rồi nó cũng sẽ lại là nhiều tiền nhất thôi. Chơi gấu này nó sướng ở cái chỗ đấy. Là chúng ta coi như là chúng ta không phải làm gì cả. Đấy. Chúng ta không phải làm gì cả, chúng ta sẽ có được cái lượng tiền lớn để chúng ta chơi, chơi rất dễ. Ra gấu nào cũng được nhá, ra gấu nào cũng được. Ra gấu mết, gấu assassin, gấu đá đều chơi được hết. Tất cả nó đều chơi được, khỏe chưa này. Ui, gấu đá mà kẹp với cả con mèo thì khỏe lắm anh em ạ. Mặc dù thế nhưng mà bởi vì là hiện tại là tôi vẫn chưa có 2 sao. Đấy, nên là tôi vẫn đang khá yếu. Gặp một người là đang chơi Saman à. Ui, cầu đá lên 2 sao rồi này. Hay quá. Rồi. Sớm muộn gì thì rồi nó cũng sẽ lên 2 sao hết thôi anh em. Tôi còn có trứng ở đây mà, tôi ngại gì đâu. Ok anh em nhá. Rồi, tôi sẽ chuyển qua. Anh em biết tôi chơi bộ gì không? Tôi có một cái ý tưởng này. Đấy, tôi trình bày với anh em luôn. Là anh em thấy cái con từng mới đúng không? Con gì nhỉ? Con Spirit Light ấy. Light Spirit nó có cái khả năng ở trong cái skill bị động của nó ấy, là khi mà có khống chế đúng không? Đấy, cứ có khống chế thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng có cái bóng để gây thêm 2 lần cái lượng đam thuần. Đấy. Thì bây giờ tôi đang có một cái ý tưởng như này, anh em xem là nó có hay không? Đấy, làm content. Đấy chính là nếu mà tôi kết hợp với cả 9m thì sao? Ừ, cũng được đấy nhở anh em nhở. Cái bộ 9m ấy nó cũng hòa đá mà, nó cũng đông cứng lại đối thủ. Thì không biết rằng là liệu rằng là khi mà đông cứng đối thủ lại ấy, thì nó có cái hiệu ứng của cái bóng không? Cái hiệu ứng của con Spirit Line không? Ừ, ý tưởng được đấy nhở. Anh em thấy được không? Quá được. Tôi sẽ test luôn cho anh em để sau này anh em không phải thắc mắc về cái vấn đề đấy nữa nhá anh em nhá. Tôi chơi trận này tôi chơi hẳn lên 12 con luôn. Ok. Rồi. Thế nên là tôi sẽ lấy cái con human này vào. Chúng ta sẽ cố gắng lên 12 anh em nhá. Thì nữa cho dồn đồ thì dồn đồ cho con gấu mết hoặc là con gấu bố thôi anh em ạ. Rất mạnh. Ủa, anh em siro này là clip nào cũng xem của tôi đấy. Phải cảm ơn anh em cái đã. Ok. Rồi có Berlin. Hay quá. Bây giờ mới có đồ đấy. Bây giờ mới có đồ để chơi đây anh em ạ. Lấy là không có đồ nên là nó hơi bị yếu một chút.
Rồi thôi, chơi cái bộ này là phải dồn đồ cho gấu mết. Có thể là Saman không nhỉ? Saman thì cũng khỏe. Có gấu Saman tôi có thể chơi Saman cũng được. Chơi Saman là chơi 12 con nhỉ. Tầm này ra già thì mới quyết định chơi 12 con được. Đối thủ ở trận này chơi nhiều Saman quá. Ui cái gì này, ra được. À không không không, đây là Saman. Ok thôi, tôi bỏ đi. Trận này nhiều người chơi Saman quá rồi anh em ạ. Chơi hẳn 12 con. 12 con 5 rồng đi, 5 rồng được không? 5 rồng, ờ. Vào phát bắn trưởng luôn. Saman mà chưa kịp hóa là cũng là bay màu đấy. Nếu mà vào phát bắn trưởng luôn. Ui trận này ra nhiều gấu Saman thế. Nhưng mà thôi anh em ạ, tôi không chơi đâu. Trận này có nhiều người chơi Saman rồi. Thôi cứ chơi 12 con đi. Nhất trí là chơi 12 con. Cái bộ 5 rồng nó không sợ cái bộ Saman anh em ạ. Cái bộ 9m fake ý, thì nó mới sợ cái bộ Saman. Chứ còn cái bộ 5 rồng 9m thì nó lại không sợ. 5 rồng 9m kẹp tướng mới, anh em thấy ok không? 5 rồng 9m kẹp tướng mới ở level 12. Thực ra là level 11 là đủ rồi. Ờ, level 11 là đã đủ rồi đấy. Nếu mà ra được con rồng 5 đô và con God God of Thunder. Đấy, gấu đá gánh chưa kìa. Được. À, còn một cái nữa rất hay. Bây giờ tôi mới nhận ra. Từ từ nha, bây giờ tôi đập trứng cho con này đã này. Để tôi lấy chuỗi thắng đã. Tôi sẽ đập trứng cho con gấu bố, tôi lấy chuỗi thắng đã. Có một cái rất hay mà tôi mới nhận ra anh em ạ. Đấy là cái con gấu đá ấy, nó cũng có cái đường kẻ chỉ của nó ấy, nó cũng gây cái hiệu ứng là stun. Chính vì thế nên là nếu mà chúng ta kết hợp với cả con Light Spirit. Ui, thì con này mạnh lắm đây này. Anh em ơi, thế thì cái con này kẹp vào nó cũng rất là ok nhá. Ở level 12 là kẹp được cả con gấu đá luôn. Được không? Quá tuyệt vời. Anh em ạ, rồi chúng ta sẽ phải đánh thật là khéo để chúng ta có thể lên được 12. Đấy mà vẫn có thể câu được ra con gấu mết. Ok. Làm nào để chơi vừa chơi được 4 gấu ấy, vừa lên được 12. Mua nào tiết kiệm được một quyển sách nếu mà chiến thắng. Nhưng mà tất nhiên là mấy cái con human của tôi nó phải sống. Đấy, còn human mà nó chết thì nó lại câu chuyện khác. Human là phải sống thì mới có sách được cơ. Hy vọng ở round này là sẽ có con sống. Đứng chết, đứng chết, đứng chết, đứng chết. Được rồi, ok, 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 ok. Ôi, đừng, 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 đừng. Tôi rồi ơi, vẫn không có sách anh em ạ. Cay nhỉ. Vẫn chưa có sách. Tạm thời gấu bố lên được 2 sao, gấu tổ lên được 2 sao là gánh luôn. Ui, đây là, đây là anh em này. Human đây này. Mà chưa ra già. Chưa ra con già mà round này thì có tới 3 con là cần phải mua. Rồi. Chúng ta sẽ tích human vào thôi anh em. Phải có đủ 6 human. Đủ 6 human từ từ đã. Mấy cái con wizard từ từ đã anh em ạ. 6 human để lên lên được 12. Tích sách sớm không tí lưa bọn nó mạnh là chúng ta không lấy được sách đâu. Là cuối cùng là chỉ sống mỗi là con gấu bố thôi. Thì cũng hơi khó để có thể lên được 12. Ui dồi, thật chết rồi. Quả này liệu có thua không nhở? Chết rồi, bọn này nó bật khiên khỏe quá. Ui tôi chết rồi. Ui thua, thua không, thua không, thua không. Ui. À được, 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 được. Hay quá, ui rồi được quá. Được đấy nhờ. Có chuỗi. Rồi. Bây giờ là chỉ là hy vọng là gặp lại cái thằng có chuỗi kia thôi. Để tôi cắt chuỗi nó anh em ơi. Round quái 5 human, thiếu một con. Một con human nữa thôi anh em ạ. Roll kiếm 6 human nào. À đây rồi. Ok. Up cấp lên 8 luôn. Rồi. Làm thời bỏ con gấu ra đã. Như này chắc ăn được đấy nhỉ. Ăn nổi không? Toàn 1 sao. Hai con gấu liệu có gánh được không đây? Cái con gấu bố bây giờ ấy, được cái là nó vào là nó có 3 cái stack luôn anh em ạ. Tức là nó có thể tung được 3 trưởng một lúc luôn. Đấy chứ chúng ta không đợi không phải đợi.
không có đợi để tích stack để có thể là tung được cả ba trưởng. Bây giờ là vào cái là bắn ba trưởng luôn, khá là khỏe. Gấu cụ bây giờ thì nó có cái đặc điểm là nó càn lướt ở cái giai đoạn đầu của round đầu ấy thì nó khỏe. Đấy, nhưng mà có không phải là nó khỏe hơn cái con cũ đâu nha anh em nhá, mà update như này ấy là nó sẽ yếu hơn cái con gấu cụ cũ đấy. Ở late game ấy, cái con gấu cụ cũ ấy thì khi mà nó còn một mình nó thì nó có thể là chìm lướt được. Đấy. Nó có thể là chìm xuống và nó có thể là bất tử, câu kéo thời gian để chúng ta mạnh hơn, chúng ta mạnh hơn rồi chúng ta chiến thắng. Nhưng mà ở trong cái meta mới này, khi mà sau khi update thì cái con gấu cụ này nó bị một cái là mỗi lần nó tung trưởng ấy là nó tính là mất một stack. Đấy. Mặc dù là vào trong game, vào trong round đấu thì chúng ta có full stack. Đấy, có ba cái dấu chấm ở trên đầu, tung được ba cái trưởng của nó luôn. Nhưng mà mỗi lần tung trưởng là nó sẽ bị mất một stack. Đấy, nếu mà khi mà nó chỉ còn một mình ấy thì cứ một thời gian sau là khi mà đã hết trưởng ấy, tung ra hết tất cả các cái trưởng rồi thì là nó sẽ hết, nó sẽ không còn cái stack nào nữa. Và nó chỉ còn có mỗi một cái trưởng duy nhất là cái trưởng là bắn giáp thôi. Đấy, chứ còn nó không còn có những cái trưởng ngụp lặn hay là cái trưởng lướt nữa. Đấy. Nên là cái con này thực ra là nếu mà nói là về cái sức mạnh so với con cũ ấy thì thực ra là nó sẽ yếu hơn. Nó sẽ không mạnh bằng đâu, nó chỉ giúp ở trong cái giai đoạn đầu game thôi. Còn bảo là sinh tồn thì chắc chắn là nó sẽ không sinh tồn bằng cái con cũ rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta kết hợp, nó chỉ là diễn viên phụ thôi. Tí nữa tôi dồn đồ cho gấu mết đấy mà. Gấu mết ra 2 sao tôi sẽ dồn đồ cho gấu mết. Con gấu mết nó sẽ là cái con mà đóng vai trò là nó tướng chính ở trong cái trận đấu này đó. Thường thì trước đây là chúng ta cũng có thể là chơi gấu tổ này mà nhiều đồ tăng ấy là có thể chơi con gấu tổ này. Và bây giờ nó yếu rồi anh em ạ. Đấy, con gấu tổ này bây giờ yếu hơn nhiều ấy so với ngày trước. Đấy, ngụp lặn một lúc là nó không ngụp được nữa đâu. Ok, mất chuỗi thằng Clay. Nói chung là bộ Clay bây giờ nó cũng rất là tín. À đây rồi, đợi mãi anh em ạ. Đợi mãi, đây rồi. Đấy, đồ là sẽ phải dồn cho con này anh em nhá, chứ không phải dồn cho con gấu tổ đâu. Bây giờ là phải dồn cho con gấu hết. Đấy. Năm rồng. Năm rồng 9m kẹp với cả hai gấu thôi. Ba gấu. Năm rồng 9m kẹp ba gấu kẹp với cả Light Spirit vẫn đủ đúng không? Tôi nghĩ là vẫn đủ, tôi tính là vẫn đủ. Năm rồng 9m là chỉ có chơi ở level 11 là năm rồng 9m được rồi. Năm rồng 9m kẹp với cả hai gót là ở level 11. Vậy là level 12. Chỉ kẹp được thêm một... Tức là không chơi, một là chơi năm rồng, hai là chỉ là chơi 9m thôi. Không đủ, không đủ slot. Tôi tính lại rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Nhân vật chính rồi nhưng mà chưa có đủ 9m. Bán ngoài đi. Tí nữa là sẽ phải bán đấy, không đủ. Tôi tính rồi, không đủ slot đâu. Nhưng con nào lên được 2 sao thì vứt bớt đi này. Rồi. Chưa ra già, chưa ra già, ra chưa ra rớt, chưa ra rồng 5 đô. Còn thiếu 3 con nữa, 3 con mết nữa. 3 con mết nữa chúng ta sẽ đủ bộ đấy. Ok. Đồ thì cứ dồn cho con này đó. Greater. Tôi không hiểu sao bọn Greater này nhá. Ở trong meta mới thì đúng là nó cũng mạnh rồi, nhưng mà sau khi update ý, nó lại càng mạnh hơn anh em ạ. Càng nhiều người chơi hơn, nó không chưa biết lý do. Đấy, nhưng mà tôi thấy cái thống kê ở trang fanpage của nhà phát hành ấy là cái bọn Greater nó đang là top 1 đấy. Tier 1 luôn đấy. Về cái tỷ lệ thắng là nhiều nhất cũng như là nhiều người chọn chơi nhất thì chắc là nó cũng phải có lý do nào đấy. Đấy. Mà tôi cũng chưa biết. Bởi vì thực ra tôi cũng mới vọc vào cái meta này thôi. Anh em nào mà biết cái lý do anh em có thể comment cho tôi biết nhá. Anh em thử gợi ý cho tôi xem là tại sao mà người ta lại chơi nhiều cái bộ này đến như thế nhá. Gladiator không những chơi nhiều mà cái tỷ lệ thắng nó cũng rất cao. Tỷ lệ chọn cao nhưng mà tỷ lệ thắng cao thì đồng nghĩa với việc là nó tự nhiên nó mạnh lên. Hay là có một cái bắp ngầm nhỉ. Tôi đọc cái update thì tôi cũng chưa có thấy một cái
cái gì mà nó là bắp thêm cho cái bộ Greater này cả, hay là bất cứ một con tướng nào mà nó thuộc cái bộ Greater mà có thể chơi được ở trong bộ Greater này cả. Ờ, thế mà lại có rất nhiều người chọn và cái tỷ lệ thắng rất cao. Ừ, không thể nào mà có thể là tự nhiên nó lại như thế được, nó phải có lý do đấy. Có lý do gì thì cũng chưa biết, tôi chưa biết, còn có thể là anh em biết rồi thì anh em có thể là anh em comment cho tôi biết để tôi xem là tại sao, lý do gì nhỉ. Ảo thật đấy, quá lạ luôn, lý do gì mà cái bộ Greater tự nhiên lại cái phần trăm thắng của nó lại cao như thế. Đấy mà cách đây khoảng 2-3 mùa thôi. À không, 2-3 mùa thì nói hơi dài quá, chắc là mùa trước. Thì cái bộ Greater thực ra là cũng có rất nhiều người chọn để chơi đấy. Nhưng mà anh em nhìn cái tỷ lệ thắng của nó xem, tỷ lệ thắng ở cái mùa trước nói chung là thấp lắm. Tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà cái gọi là hạng trung bình mà khi mà chơi Greater ấy, tôi nhớ là nó là 4.2. Đấy, tức là đánh chỉ toàn có từ 4, top 4 trở xuống thôi, rất thấp. Nhưng mà sang cái meta này thì tự nhiên nó lại mạnh quá. Tôi nghĩ là nó mạnh lên đấy, cái bộ đấy nó mạnh lên, chứ không phải là anh em tự nhiên anh em đánh hay không. Nói thế thì hơi vô lý. Một hai người đánh hay lên thì không nói làm gì, nhưng mà đây tất cả đều đánh hay thì nó lại hơi có gì đấy, nó lại hơi sai. Anh em thấy cái bộ này vẫn tín đấy chứ, 6m vẫn tín đấy chứ, đúng không? Ui, mảnh linh hồn à, đồ hơi lởm nhỉ. Rơi cái gì ra sang không rơi, rơi cái mảnh linh hồn ạ. Rơi cái món đồ cam sang là nó thấy sướng rồi, nhưng mà lại rơi cái mảnh linh hồn lại không dùng được. Mảnh linh hồn này cho con nào? Trận này tôi sẽ cố gắng lên 12 luôn anh em nhá, không phải là 11 đâu, nó sẽ là 12 đấy. Rồi, lên được 11 thì cho online Spirit vào thôi. Ok. Cho này sẽ cố gắng đánh ở 12 để chúng ta test thử cái đóng đá của bộ 9m, xem là nó có cái hiệu ứng của cái skill bị động của Light Spirit không. Đấy. Và bây giờ thì thực ra là cũng có cái hiệu ứng khống chế của con gấu đá rồi. Gấu đá mà giết người mà lăn được liên tục thì chắc là cái hiệu ứng bóng của cái con Light Spirit này nó sẽ hiện lên liên tục ấy. Mà một cái kẻ ke thôi nhá, một cái kẻ ke của con gấu đá này là cái sức mạnh của nó là nó kẻ một phát là được một đường, đúng không? Nó có hai đường đấy, nó kẻ một phát là một đường, là nó đã được là hiệu ứng là hai lần chém từ cái bóng rồi, hai lần chém từ cái bóng của Light Spirit. Mà đây nó có tận hai đường, tôi cũng không biết là khi mà hai cái đường này nó lướt vào một con thì liệu rằng nó sẽ là bốn cái bóng không, nhưng mà như thế thì nó bá lắm nhở. Rồi để xem nào. Đâu, gấu đá tung trưởng hơi chậm đấy. Ui anh em ơi, có kẻ ke, có kẻ ke là có bóng hiện lên, nhưng mà đối thủ chết nhanh quá, chưa kịp nhỉ. Đợi đấy, đau sau. làm lại. Biết đâu cái con này nó kẻ một phát nó được là cái bóng nó nhân đôi lên, đúng không? Nhân đôi cái bóng lên có nghĩa là một đường của nó là tới 4 phát chém từ cái bóng. Ui thế thì sức mạnh kinh quá nhỉ. Thế thì im bà lắm, để tôi thử nhá anh em nhá, thử phát. Cần thì là làm thêm một clip nữa, nếu anh em yêu cầu tôi kẹp cái con này vào chơi với cái Exorcist để xem là con này nó lướt. Trong cái bộ Exorcist ấy thì đá con này nó rất mạnh. Đấy, cái lướt đá con này nó gần như là một lướt là chết người, là coi như là lướt được liên tục luôn. Kẻ ke được liên tục thì là đá nó lăn con người liên tục. Thì không biết là với cái hiệu ứng của con Light Spirit nó ở trên cái hiệu ứng đấy thì cái sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Nên nhớ là đây nó là cái đam đến từ cái bóng, nó là đam sát thương, là sát thương chuẩn anh em nhé. Rất là kinh khủng ấy. Ủa, nói chung là không kịp làm gì thì đã coi như là chết hết rồi. Con gấu mết nó làm hết anh em ạ. Nhanh quá. Gấu đá chưa kịp kẻ ke thì gấu mết nó đã làm hết rồi. Nhưng mà thôi, có thể là trận đấu này cái con gấu đá này nó chưa phải nhân vật chính. Đấy, hẹn anh em vào một cái clip khác là con gấu đá này trong bộ Exorcist là nhân vật chính, để xem là cái sức mạnh của nó như nào. Còn trận này tôi muốn là test thử xem là cái đóng đá ấy, đóng đá của 9m ấy, đấy. Rất kinh khủng đấy nhá. Cái bọn 9m này sau khi nó có đủ 9m thì nó sẽ, ngoài cái việc gây đam ra thì nó có cái hiệu ứng đóng đá. Mà đóng đá thì cái thời gian đóng đá nó dựa vào cái lượng đam gây ra đấy, của cái con tướng mà nó gây đam đấy, nó tung trưởng. Đấy thì
tôi đang tự hỏi là nếu mà bắn trưởng AOE như cái con gấu mết này mà nó lướt qua hàng của địch ngoài cái việc độc đá ra, thì liệu rằng là nó sẽ có cái bóng của cái con Light Spirit nó có hiện lên trên đầu của những cái con tướng địch không? Đấy. Mà nếu mà nó hiện lên thì chắc chắn là nó sẽ rất là kinh khủng nhá anh em nhá. Đấy, là sát thương thuần luôn đấy, gây sát thương thuần luôn. Nếu mà chúng ta không chơi 5 rồng thì chúng ta vẫn thiếu một slot nữa. Ờ. Cho con thêm một con gì đấy vào. Lấy con Ngộ Không là được này. Lấy con Ngộ Không kẹp vào là chúng ta có thêm 3 Metalit. 3 Metalit 9 m. Ui ôi, 3 Metalit 9 m. Kẹp với cả Light Spirit. Kinh. Nghe thấy là cái đội hình nó ra là rất là mạnh rồi. Bây giờ ui Pink Phát được giang luôn ạ. Đội hình là cực kỳ trâu, lại cực kỳ khỏe. Gây đam to lại còn trâu nữa. Ok. Tôi vẫn cứ là rao quái đi cho Human vào thôi để kiếm sách thôi anh em. Đấy, cứ rao quái cho Human vào kiếm sách. Chúng ta sẽ lên được 12 thôi anh em ạ. Bây giờ mới ra 30 mà. Trận này slow bone rồi. Anh em thấy chơi gấu rất sướng ở cái chỗ là đâu phải mua bài đâu. Đấy, bài form gấu toàn gấu thôi, rất mạnh. Tiền thì cứ để up cấp rồi mà. Dí lên 10 sớm, bây giờ lên 11 rồi thì chuẩn bị lên 12 thôi. Đấy. Sức mạnh thì bây giờ gấu mết 2 sao thì cân tất. Con gấu mết 2 sao ở trong bộ mết thì nó cũng có khác gì con gấu assassin ở trong bộ 6 assassin thôi anh em. Nhìn là biết là vô địch rồi. Thật. Ra một cái là biết là vô địch luôn. Anh em không phải thắc mắc nhiều đâu nhá. Ra gấu mết 2 sao xong rồi lại còn chơi ở cái bộ mết nữa thì nó là vô địch đấy. Cũng như là anh em chơi cái con gấu assassin ở trong bộ 6 assassin ấy. Đấy, nhưng mà nếu mà chơi gấu assassin mà ở trong bộ mết thì nó lại là dởm nha anh em. Thì nó lại không vô địch được. Nó chỉ là top cao thôi nhưng mà không vô địch được. Đấy, nhưng mà nếu mà ra gấu thì chắc chắn là top cao. Còn để mà vô địch thì nó sẽ phải là chơi ở trong cái line up của nó thì nó mới vô địch được. Đó. Hay là coi con gấu đá nữa. Quên không nhắc cái con gấu đá. Gấu đá sẽ phải chơi ở trong bộ Exorcist anh em nhá. Còn con gấu đá mà anh em lại chơi ở trong cái bộ Saman ấy thì cũng có chơi ở trong bộ Saman, nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ không phát huy được sức mạnh của con gấu đá. Khi mà vào phát nó biến thành cái con khác. Thế thì anh em chơi lấy cái con Storm Saman 4 đô đấy, cho vào thay con gấu đá này ngon hơn. Mấy cái con như là con tư tế chẳng hạn, cho vào lên được coi như là những cái con nó to tiền hơn, 5 đô 2 sao nó khỏe hơn chứ. Ui anh em có nhìn cái gì không? Con gấu đá nó vừa lướt hai cái cục đá liên tục. Thế là cái anh em nhìn thấy bóng ở trên người con Clyde không? Ui anh em ơi mạnh quá. Đấy anh em bảo mết không chơi được Clyde nhưng bây giờ mết chơi được rồi đấy. Mết này là bây giờ là có Light Spirit là đấm được bọn Clyde như con luôn. Cứ có Light Spirit là ăn được. Khỏe quá nhờ. Đây rồi. Hút máu. Hút máu, hút máu anh em ạ. Lấy hút máu cuối cho Ngộ Không. Đồ ai đồ cho Ngộ Không. Ok. Đồ đánh tay cho Ngộ Không thôi. Đấy bây giờ dồn đồ được cho Ngộ Không à. Đấy Ngộ Không bây giờ là cũng trâu lắm rồi. 2000 máu ở trong bộ 3 Metalit. Nói chung là cái tầm này thì vô địch. Rồi bây giờ tôi sẽ sắp xếp dần để tôi chơi 9 mét anh em nhé. Ok. Đừng bảo là thua bộ ít. Ồ. Ồ, thua thật á? Không, làm gì mà thua? Vẫn còn 2 3 con ở đây mà. 3 Metalit sợ gì? Ui, gấu bố lướt thay thế. Chìm rất chuẩn luôn, hay quá, bật giáp lên. Tuyệt vời. Ui, tôi đang có chuỗi rồi anh em ơi. Khả năng là cái chuỗi này sẽ không bao giờ mất. Ui, rồng đấy rồi anh em ơi. Đủ bộ, đủ bộ, đủ bộ, đủ bộ. Đủ bộ nhá. Từ từ đã, nhưng mà làm nào lên 12 nhở? Bây giờ phải lên 12. Phải lên 12 mới đủ. Không được. Tôi bây giờ tôi phải đợi lên 12 anh em ạ. Từ từ đã. Từ từ nha, con này chơi 3 meter lit thì phải có con này. Đúng rồi. Hơi tham anh em ạ. Ui, ra này, tôi chết tôi rồi. Cái hàng chờ nhiều quá. 13 giây. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Giải tán cái hàng chờ cái nào. Già vẫn chưa được, vẫn còn một slot nữa. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. 4 giây, bán một con này đi. Ui.
May thế, vẫn kịp xử lý anh em ạ. Mạnh quá anh em ơi, beat thì chắc không có cửa rồi. Beat mà còn giảm 30% sát thương vật lý thì làm gì có cái cửa ăn được cái bộ 3 Metalit rồi anh em. 3 Metalit kẹp với cả mết, clear nhanh lắm. Rồi. Ui nhưng mà thằng bên kia ăn được tôi kìa. Ơ sao nó chưa beat mà nó ăn được tôi nhở? Điêu thật. À, hóa ra nó kẹp cá vậy anh em ạ. Cũng vãi đái đấy. Kẹp hai khống chế à? Nhưng mà cái bộ này nó không phải chỉ có gây đam phép đâu anh em ơi. Cái bộ này của tôi nó còn gây cả đam vật lý mà. Từ từ bình tĩnh. Round 35 lên 12 rồi tính. Chưa, chưa anh em ơi. Đến round 35 lên 12. Đấy, sau round 35 là chúng ta lên được 12 rồi. Ok. Beat nói chung là vẫn không có cửa thôi anh em. Tôi còn một đống máu kìa, chả sợ. Cho lọt đến khi nào có 9m thì xem có cửa nào ăn được không. Đấy, lên được 9m rồi vô tư. Cái tầm này thì nói chung là kẹp 4 cá vào thì cũng ghê. Bởi vì là bên kia nó có khống chế mạnh anh em ạ. Nó khống chế mạnh quá. Thôi được rồi thì cũng thế thôi. Cũng chỉ mất có một tí máu mà. Vô tư 10 máu. Vô tư đi. Cái con Light Spirit nó có khả năng là giảm 20% sát thương lên kỳ thủ. Nên là cứ yên tâm. Rồi. Ok, đây rồi. Úi dồi, anh em ơi, lên được 12 rồi này. Ok nhá. Có hàng chờ rồi, chúng ta sẽ bỏ bớt những con không cần thiết đi để cho human vào. Nhưng mà sau round này tôi vẫn chưa lên được level 12. Thế này. Thiếu đúng một quyển sách. Phải thắng một round nữa mới được. Bây giờ làm nào để round sau nó vẫn còn sống nhỉ? Round sau vẫn còn sống để round sau nữa. Round sau nó vẫn còn sống nhưng mà tôi phải thắng. Và tôi phải có một con human sống để tôi có một quyển sách. Điều kiện nó hơi nhiều. Thì cái round sau nữa chúng ta lên được 12. Thì tôi lại chưa 9m vào. Có vẻ hơi khó nhỉ. Làm sao để mà vừa có thể là giữ được nó sống sót lại vừa có thể chiến thắng nó được. Khó quá. Điều kiện hơi khó. Rồi, lấy đồ cho Ngộ Không thôi anh em ạ. Cho Ngộ Không cái hút máu cuối. Hút máu cuối chém vừa chém nhanh vừa hút máu nhiều. Nói chung là thôi được rồi, xong rồi đấy. Bây giờ cho lại cho vào như vừa nãy đó. Bỏ human ra. Tôi nghĩ là nó chưa chết ở đâu. Vừa nãy chúng ta vẫn còn thua đúng không? Vừa nãy thua, nó kẹp Berlin mà vẫn thua. Round này chắc đánh thua ít máu tí cũng được. Đấy. Ui già, còn chưa kịp tung trưởng anh em ạ. Ơ nhưng mà trông có vẻ như là nó mất nhiều máu ấy nhở. Ui anh em nhìn kia, gấu đá nó lướt rồi. Căng thế anh em ơi. Tôi chưa kịp nhìn cái gì, đối thủ nó bay màu rồi. Ơ lạ nhở. Rau trước nó vẫn còn ăn được tôi, mà rau này nó bay nhanh thế nhở. Có cái gì đấy nó hơn nhở. Sức mạnh đội hình đâu có hơn đâu. Đồ rau vừa rồi cũng chỉ lấy được thêm cái hút máu cuối thôi mà chiến thế nhở. Ảo rồi đấy, ai có thể giải thích cho tôi được không? Nói chung là kẹp thêm cái con Light Spirit vào nó có nhiều cái nó cũng ảo thật. Tôi là một cái người mà mới chơi nên là tôi cũng chả biết được là nó là thế nào đâu anh em ạ. Thôi thì hẹn anh em vào cái video tiếp theo nhá. Lúc đấy tôi có thời gian tôi tìm hiểu nhiều hơn thì có thể tôi sẽ giải thích được những cái hiện tượng kỳ bí ở trong game. Rồi anh em thấy hay đấy, tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi có chơi bộ 9m và dồn toàn bộ đồ cho Scotland anh em nhá. Chuyển binh băng giá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem. Con gấu đá là con nhân vật chính trong bộ 6 Ecosite. Khỏe lắm anh em ạ. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.